HDIS SDDA trong việc xây dựng và phát triển dự án Golden Home ngày hôm nay. Để bắt đầu chương trình, tôi xin hân hạnh giới thiệu các vị đại biểu đại diện có mặt trong chương trình hôm nay. Về phía công ty cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội Sunrise HDIS, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDIS, ông Nguyễn Kim Hải, Tổng Giám đốc HDIS, bà Nguyễn Phương Hải, thành viên Hội đồng Quản trị HDIS, ông Trần Ngọc Hà, thành viên Hội đồng Quản trị HDIS. Ok, xong, rồi. Với những lời khuyên của anh dành cho chị Huyền và bây giờ em cũng cần phải có nghe lại đúng những lời khuyên đấy, nghe em đọc hơi nhanh này. Và thứ hai là em không có nhấn mấy. Và bây giờ thì cũng với cách đọc giống như nhấn nhán như với chị Huyền, em thử đọc lại xem nào, một lần nữa. Chậm thôi, không cần phải đọc nhanh, nhưng giọng cao trào lên một chút. Xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, quý báo đài đã đến tham dự lễ ký kết hợp tác Sen Group HDIS SDDA trong việc xây dựng và phát triển dự án Golden Palm ngày hôm nay. Bây giờ nhé, từ ngày hôm nay của em nó hơi yếu và cái lời mời này cần phải em phải cao trào lên một chút để tất cả mọi người sẽ tập trung vào vỗ tay. Ví dụ này, lễ ký kết hợp tác Sen Group HDIS SDDA trong việc xây dựng và phát triển dự án Golden Palm ngày hôm nay. Ví dụ thế, em cao trào đoạn đấy lên, tất cả mọi người mới cảm thấy là sôi nổi thật, phấn khởi thật, vỗ tay đó. Rồi, em lại nhé. Xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, quý báo đài đã đến tham dự lễ ký kết hợp tác Sen Group HDIS SDDA trong việc xây dựng và phát triển dự án Golden Palm ngày hôm nay. Để bắt hẹn nhở, mạnh mẽ lên nào. Để bắt đầu chương trình, tôi xin hân hạnh giới thiệu các vị đại biểu đại diện có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Tốc độ về phía công ty cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội Sunrise HDIS, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDIS, ông Nguyễn Kim Hải, Tổng Giám đốc HDIS, bà Nguyễn Phương Hải, thành viên Hội đồng Quản trị HDIS, ông Trần Ngọc Hà, thành viên Hội đồng Quản trị HDIS. Đó. Nhưng mà cái quan trọng của Hải ở đây ấy, là em vẫn đang hơi thiếu tự tin trong cái cách đọc của mình. Hơi thiếu tự tin có nghĩa là em nắm được tiếng Việt và em không hề đọc sai bất cứ một câu nào về tiếng Việt, về ngữ pháp. Nhưng mà em cần phải nắm được cái nội dung và truyền đạt, giống như là lúc mà chị Huyền, với cái cách đọc của chị Huyền thì chị Huyền khiến cho cái khán phòng đấy họ cảm thấy rằng là tất cả mọi thứ thật sự là rất là tuyệt vời. Cái người đứng dậy cũng cảm thấy rằng là giống như lúc mà em nói đúng không ạ, được trân trọng rất là nhiều với một lời mời của chị Huyền. Ông này, bà này, ông này, bà này, chức vụ gì. Còn ví dụ như là Hải thì Hải vẫn đang, cái giọng đọc của em nó hơi bằng quá và bằng từ đầu đến cuối, nên là khi mà em đọc bằng như vậy nó không có điểm nhấn. Cái điểm nhấn nó không chỉ đơn giản là ông này chủ tịch hay là phó chủ tịch, mà đơn giản cái mà chỉ là đơn giản như vậy đâu, mà là cái điểm nhấn của nó phải là như này ạ. Ví dụ này, ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDIS. Đó là một điểm nhấn, chứ không phải là ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDIS. Thì nó bằng quá, thì nó không tạo một cái điểm nhấn khán giả thích. Đó, bây giờ em thử một lần nữa nhé. Em chỉ cần, không cần đọc lại từ đầu, em chỉ cần đọc lại cái phần giới thiệu VIP cho anh. Để bắt đầu chương trình, tôi xin hân hạnh giới thiệu các vị đại biểu, đại diện có mặt trong chương trình. Đại diện. Em bị đọc đấy là bị nhíu đúng không? Chậm thôi nào. Để bắt đầu chương trình, tôi xin hân hạnh giới thiệu các vị đại biểu, đại diện có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Về phía công ty cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội Sunrise HDIS, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDIS. Ông Nguyễn Kim Hải, Tổng Giám đốc HDIS. Bà Nguyễn Phương Hải, thành viên Hội đồng Quản trị HDIS. Ông Trần Ngọc Hà, thành viên Hội đồng Quản trị HDIS. Vẫn hơi bằng một chút, thì cái này em có thể một lát nữa thì chúng ta sẽ tập thêm, vì bây giờ chúng ta đang test ở mức cơ bản thôi. Một lát nữa thì sau những cái mà lời nhận xét của mọi người ở đây thì anh sẽ quay trở lại với một công Hải hoàn toàn khác, một MC công Hải hoàn toàn khác nhé. Ok, cảm ơn em rất là nhiều, chúng ta dành cho bạn một tràng tay.